Chào các bác nhé, lại là em Thành Auto. Thì hôm nay em Thành Auto xin giới thiệu đến các bác chiếc Hyundai Elantra sản xuất năm 2016, số sàn, động cơ 1.6 đang 1.5 chứ. Em này 1.5 các bác nhé. 1.5 đang có mặt tại showroom của em Thành Auto. Thì một chiếc Elantra màu trắng rất là đẹp đang có mặt tại showroom của chúng em. Thì em xe này đã được trang bị đề nổ start stop đầy đủ các bác nhé. Thì phanh ABS, trang bị 4 bánh chống bó cứng, chống trơn trượt đầy đủ. Và chiếc xe này có một cái giá rất là hấp dẫn. Thì mời các bác cùng theo dõi đến cuối video, thì em sẽ cùng công bố cho các bác cái giá bán của chiếc xe này. Một chiếc xe rất là chất đang có mặt tại showroom của chúng em. Thì bây giờ em sẽ đi qua nhanh một vòng quanh ngoại thất cũng như nội thất và động cơ của chiếc Hyundai Elantra sản xuất năm 2016 số sàn này. Vâng, thì các bác có thể nhìn thấy đây, ngay từ cái chi tiết hai cái cụm đèn pha hai bên thì các bác có thể thấy là nó rất là cân đối nhau, sáng rất là đều. Các bác nhìn nhá, nó rất là đều màu, hai bên cái cụm đèn pha nó rất là đều màu, thì chứng tỏ là cái chuyện thay thế sửa chữa là không có. Và các bác có thể thấy là bề mặt hai cái cụm đèn pha đã được trang bị nó vẫn còn rất là trong và sáng, đặc biệt là cái cụm đèn pha đã được trang bị đèn lên đèn bi salon và có cái giải đèn led ban ngày rất là đẹp mắt, rất là ấn tượng. Thiết kế của Hyundai, em phải nói là về option của nó thì ăn đứt ông Toyota luôn. Vâng, ăn đứt ông Toyota Vios cùng phân khúc với lại Elantra là cùng phân khúc với lại Altis. Nhưng mà Altis thì về option các thứ thì vẫn thua thằng Elantra này. Vâng, các bác có thể thấy là từng cái khớp nối này chạy dọc quanh cái cụm đèn pha này nó vẫn còn khớp khít chuẩn chỉ như thế này nhé. Yeah. Cái khớp nối lắp cabo này nó liền lạc và nó trên dưới nó đều bằng nhau cho đến các cái khớp nối chạy dọc quanh cái cánh cửa nhá. Đấy, nó liền lạc và nó khớp khít chuẩn chỉ như vậy. Bề mặt cái hông sườn xe bên ghế phụ đây thì các bác có thể thấy nó tạo thành một cái mặt phẳng như thế này, cái đường gân dập nổi chạy dọc cái thân xe nhé, nó tạo thành một cái đường thẳng, nó nối thành một cái đường thẳng như thế này, thì các bác hoàn toàn có thể yên tâm là cái chuyện tông đụng ở cái phần hông sườn xe bên ghế phụ và cái phần đầu xe bên ghế phụ là không có nhá. Lốp láp thì em này thì cũng tương đối là mòn rồi và cái na răng thì na răng 5 chấu rất là khỏe khoắn và mạnh mẽ, trang bị hệ thống phanh ABS chống bó cứng, chống trơn trượt đầy đủ. Đèn sương mù là đèn bi rất là đẹp mắt. Yeah. Cái phần cản ba đờ sốc phía đằng trước nó chưa bị chảy xước, chưa bị gì cả, chưa bị cày mũi nên là các bác hoàn toàn có thể yên tâm. Và chất lượng của chiếc xe này là tuyệt đối không có chuyện tông độ cái phần đầu xe nhé. Đấy, cái phần mặt ga lăng tổng quan cái phần đầu xe của chiếc xe này nhìn nó rất thiết kế, rất là trẻ trung và bắt mắt. Đấy, cái cụm đèn pha bên ghế tài đây, các bác có thể thấy là các cái khớp nối nhá, nó khít khịt khịt như thế này, cho cái móng tay cũng không thể vào được. Các bác nhìn nhá, nó chuẩn chỉ như thế này, bề mặt cụm đèn pha nó sáng loáng và nó trong suốt như thế này, các bác hoàn toàn thể yên tâm. Đây, cái lắp cabo đây, bề mặt hông sườn xe bên ghế tài đây phẳng phiu luật là, cho đến cái đường gân dập nổi nó cũng phẳng phiu luật là như thế này, tuyệt đối là không có chuyện tông đụng nhá các bác nhá. Xi nhan đã được tích hợp trên gương ở cái phiên bản này, tuy nhiên ở cái gương bên này thì nó hơi bị vỡ mất cái nhựa ở cái đèn xi nhan, tuy nhiên thì đây nó không phải là vấn đề to tát gì cả, cái này thì các bác thay đi rất là đơn giản thôi, nhẹ nhàng nhá. Đây, vỡ mất một chút thôi đó là cái điểm trừ của chiếc xe này. Thì em sẽ đi ra nhanh cái phần tay nắm cửa đã được mạ chrome đầy đủ. Đấy, em sẽ đi nhanh ra cái phần đuôi xe của chiếc Hyundai Elantra sản xuất năm 2016 bản GNS này. Các bác có thể thấy là hai cái cụm đèn hậu hai bên nó vẫn còn khớp khít và nó chuẩn chỉ các bác nhé. Nó khớp khít và nó chuẩn chỉ như thế này. Đây, từ cái những cái khớp nối, cái đường viền chạy quanh cái cụm đèn hậu nó khít khít khít, các bác không thể đút được một cái kẽ móng tay nào vào. Về mặt cái màu đỏ ở trên cái cụm đèn hậu này nó vẫn còn rất là tươi nhá. Nói chung đời 2016 thì cũng chưa có gì để nói nhiều.
Các bác nhìn này, ngay những cái viền cạnh của cái lắp cốp phía sau nó tạo ra một cái điểm đối như thế này. Đây là một cách xem xe. Các bác nhìn nhé, các cái khớp nối nhé, nó còn đều như thế này. Thì các bác lo gì cái chuyện tông đụng ở cái phần tầng đít này, đúng không? Cái cảm biến lùi được tích hợp đầy đủ luôn, camera lùi cũng đã được trang bị trên chiếc Hyundai Elantra sản xuất năm 2016 này. Em sẽ quay xuống phía dưới gầm bệ, các bác có thể nhìn thấy là sắt xi gầm bệ nó vẫn còn rất là sáng, nó sáng loáng và nó chắc lịch như thế này. Thì các bác hoàn toàn thấy yên tâm là chất lượng của chiếc xe này nó quá là tuyệt vời rồi. Đấy. Em thì em con nào em khen là em khen thật, và con nào nó xấu thì em sẽ bảo xấu, và nó có bị lỗi ở chỗ nào em bảo lỗi chỗ đấy. Với cái quy tắc bán hàng của em Thành thì em cũng đã chia sẻ, có một video em chia sẻ rồi, mô tả thật để các bác đến, các bác xem xe không phải chột dạ hay là bị mất lòng mất quan điểm với em Thành Auto. Em đã mô tả là chỉ có chính xác thôi. Cánh cửa đã được trang bị cái nút bấm để mở cửa rất là tiện lợi. Đấy, em mở cánh cửa ra và cho các bác xem qua cái nội thất của chiếc Hyundai Elantra này. Các bác nhìn từ cái khớp nối này, từ cái đường keo chỉ, cột kèo keo chỉ là còn nguyên zin nguyên bản theo xe nhé. Cho đến cái tắp ly, tắp ly trên hệ thống tắp ly thì các cái nút bấm này hoạt động vẫn còn rất là trơn tru các bác nhá. Các cái đánh dấu của nhà sản xuất nó vẫn còn nguyên, nó chưa bị bật màu. Đấy, hệ thống chỉnh kính chỉnh điện luôn, gương kính chỉnh điện. Đấy, đây là toàn bộ cái khoang nội thất, nơi mà các bác khoang lái, nơi mà các bác sẽ ngồi vào trực tiếp điều khiển chiếc xe này. Thì ra ghế thì em này là ra ghế thay rồi, ra ghế đã được thay mới rồi các bác nhé. Tự nhiên thì thay mới thì kỹ thuật thay của người kỹ thuật khâu của người may da này rất là tốt. Các cái đường kim mũi chỉ này các bác nhìn này, nó không có bị lỗi lầm gì cả. Đấy, ra ghế bọc rất là đẹp, rất là đẹp. Đấy, em sẽ ngồi vào bên trong để cho các bác trải nghiệm qua cái khoang lái. Trên vô lăng đã được tích hợp một số các tổ hợp menu bàn phím này, tăng giảm âm lượng, tắt âm lượng này, nghe gọi tắt. Vâng, đấy, đây là một số các tổ hợp phím cơ bản. Em sẽ cho các bác xem luôn toàn bộ cái hệ thống táp lô. Xe đã được trang bị một cái màn hình khoảng tầm 7 inch nhỉ. Táp lô vẫn còn rất là đẹp, táp lô vẫn rất là đẹp, sờ nó không bị mủn, không bị gì cả. Đấy, điều hòa mát rượi luôn nhá, điều hòa mát rượi luôn. Cổng sạc 12V hai chiếc, cổng sạc 12V một chiếc và một cổng cắm USB chỗ đút gạt tàn thuốc. Đấy, cái tay đấm số đây các bác nhìn nhé, nó cũng còn khá là đẹp. Tuy nhiên thì nó bị bợt mất cái lớp sơn mạ ngoài cái viền trắng này rồi. Đấy, nhưng nói chung là còn khá là đẹp. Bên trên trần xe đây thì các bác có thể thấy là đã được bọc ni lông rất là sạch sẽ. Em sẽ bật cái lắp cabo lên chút nữa cho các bác xem qua động cơ của chiếc Hyundai Elantra này. Cửa đóng nghe nó vẫn còn rất là chắc lịch nhá. Đây, ra ghế, hàng ghế thứ hai cũng đã được bọc lại hoàn toàn, mới đét luôn. Điều hòa ở cái cụm cái bệ tỉ tay ở hàng ghế thứ nhất, người ngồi đằng sau cũng vẫn là rất là mát. Đấy, cột kèo keo chỉ là nguyên zin nguyên bản theo xe. Rồi, bây giờ em sẽ bật lắp cabo lên để cho các bác xem qua cái động cơ của chiếc xe Hyundai Elantra sản xuất năm 2016 này, xem có gì đặc biệt hút mắt người xem hay không. Rồi, ngay dưới lắp cabo là hệ thống động cơ, còn rất là ngon, rất là ngon, chưa động đến một con ốc nào, chưa động đến một con ốc nào. Các bác nhìn nhé, nó còn ốc máy này còn nguyên này, vẫn còn nguyên tem vạch sơn của nhà sản xuất nhé. Một chiếc xe còn rất là chuẩn. Đấy, ốc lắp cabo cũng còn nguyên này, keo chỉ lắp cabo nhé, nguyên zin nguyên bản theo xe, nguyên zin nguyên bản theo xe luôn nhá. Đấy, ốc lắp cabo bên này cũng còn nguyên này,
ốc tai cửa, ốc tai còn nguyên này. Rồi, em xe này thì đã được sơn lại rồi. Em khẳng định luôn là em xe này cũng đã được sơn lại rồi các bác nhá. Tất cả các cái ốc này, các cái ốc này, ốc máy, chân máy này còn nguyên zin, và máy móc còn rất là khô dạng, khô ráo sạch sẽ. Đây là một chiếc xe khá là đẹp, để máy móc chất lượng sắt xi gầm bệ còn rất là ngon. Vâng, thì mọi thông tin chi tiết các bác hãy nhấc máy lên liên hệ ngay với em Thành Auto theo cái số hotline 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn, gửi hình ảnh kèm video đầy đủ cho các bác thông qua Zalo một cách chi tiết nhất. Em xe này em cũng xin công bố cái giá bán công khai luôn, 405 triệu đồng, 405 triệu đồng cho chiếc Hyundai Elantra sản xuất năm 2016 số sàn này. Vâng, thì mọi thông tin chi tiết các bác hãy nhấc máy lên liên hệ ngay với em Thành Auto nhé. Còn bây giờ thì em cũng xin phép và tạm dừng cái video này tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của em Thành Auto trong suốt quãng thời gian qua. Đừng quên là đăng ký kênh và nhấp hình quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất khi mà em Thành Auto ra những video clip tiếp theo. Còn em cũng nói qua một chút là chiếc xe này cũng như tất cả những chiếc xe khác tại em Thành Auto luôn luôn được cam kết đảm bảo là không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, và có giấy tờ cam kết bằng văn bản đầy đủ cho các bác, có chuyện đỏ của công ty luôn, nên là các bác hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng. Vâng, thì em cũng xin phép là chào các bác tại đây. Hẹn gặp lại các bác trong những video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn.